Xin kính chào quý vị và các bạn. Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 số tự động. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Chiếc i10 2015 số tự động hiện nay đang được chào bán với giá là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 hatchback số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Mình xin quay về nội thất và các cái trang thiết bị của xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu DVD màn hình, đèn start top. Chiếc xe này thì với dòng xe này số tự động thì không ai làm taxi dịch vụ cả, chỉ để phục vụ đi gia đình thôi, cho nên là các bạn yên tâm rằng là xe không khoan đục, không taxi dịch vụ. Trần nỉ vẫn còn đẹp, sạch sẽ, đẹp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 355 triệu đồng ạ. 355 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015, nhập khẩu năm nguyên chiếc năm 2015 số tự động. Rồi xin quay về động cơ của chiếc xe. Đây ạ, đây là khoang máy động cơ chiếc xe Hyundai i10 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, động cơ 1.0. Hiện nay đang được chào bán với giá là 355 triệu. 355 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Các bạn có thể nhìn thấy xe rất là sạch đẹp, keo chỉ zin toàn xe. Keo chỉ zin 100% ạ. Xe sạch sẽ, sơn vỏ đẹp, nội thất đẹp, về mua xăng đổ không phải làm gì, đổ là chạy thôi, không phải làm gì bất cứ thứ gì vào xe nữa. 355 triệu đồng. Đây là táp ly táp lô của chiếc xe. Mình xin nhắc lại là đây là chiếc Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc 2015 số tự động. Xe keo chỉ zin toàn xe, không lỗi gì. Máy số ngon. Các bạn có thể xem xe trực tiếp tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành. Hotline 0855 966 966 ạ. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 355 triệu đồng ạ. 355 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu năm 2015 số tự động. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ Dung Audi ô tô của Hải Dương. Quý vị hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ. Sau khi bấm vào nút đỏ hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình đăng video clip mới về những chiếc xe nhà mình vừa về. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng. Kính chào quý khách. Hẹn quý khách vào video clip tiếp theo ạ.